sáng sớm đi tập thể dục nha cả nhà. Đi được 2 vòng, hết một vòng đi chụp hình sống ảo rồi. Bây giờ là đi về tự tập ở nhà. Nắng quá rồi, 8 giờ rồi mọi người. Bây giờ sẽ đi về nhà thôi. Bây giờ mình sẽ quay đằng trước cho mọi người xem nha. Bây giờ người ta đi làm hết trơn rồi. Bây giờ người ta đi về thì mình sẽ đi làm. Mới về tới nhà mọi người ơi, và cũng đã tắm rửa xong xuôi hết trơn rồi. Sáng nay Villa với em gái đi tập thể dục từ 6:30 tới 8 giờ thì về tới nhà và tắm rửa xong xuôi hết trơn rồi. Sau khi tắm rửa xong thì Villa có nhận được một bưu phẩm bom tấn mọi người ạ. Trong mùa dịch thì mình có đặt mua một thứ cũng hỗ trợ cho việc tập luyện ở nhà của Villa và đi dạy ở ngoài cho các bạn nhỏ. Thì bây giờ Villa sẽ khui ra cho mọi người cùng xem nha. Đây, tổng thiệt hại của cái bưu phẩm này là 930.000 nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ cầm cái dao lam này và mình sẽ đập hộp. Đó, mình sẽ đập trước. Một tay vừa cầm điện thoại không có mở được. Bây giờ là mình sẽ mở ra trước và sau đó mình sẽ quay cho mọi người nha. Villa đã mở xong rồi và bây giờ mình cũng đếm 1, 2, 3 và mở nha. 1, 2, 3. Ta-da-da-da. Đây là những cái đồ mà mình sẽ tập ở nhà mọi người trong thời gian dịch này. Thì mình có đặt mua cho học viên của mình hai cái màu y chang nhau luôn. Bên đây thì cho mình, bên đây cho học viên của mình. Để cái này mình có thể tập yoga hoặc mình kê cũng được nha mọi người. Mình đang bị cảm, mọi người thông cảm nha. Thì cái này là để kê tập yoga hoặc là mình có thể ép dẻo trên đây nè. Đó. Thì chiều nay mình sẽ đi dạy và mình sẽ quay lại cho mọi người ép dẻo trên cái cục này như thế nào nha. Cái này là cục xốp mọi người ạ, nặng 300g. Thì một cục này thôi là có giá 90.000, hai cục này là 180 nha mọi người. Và thì ở đây có thảm yoga. Tại vì tập ở nhà mình, bữa trước mình có mua một cái thảm rồi mà lý do là nó dơ rồi nên là mình đã bỏ. Thì đây, cái thảm yoga của mình nha mọi người. Nó rất là nặng luôn, màu hồng. Còn ở đây là cái túi đựng thảm yoga nha mọi người. Mình có mua 3 món lận. Còn cái này là cái dây để tập á mọi người. Cái này là cái dây để tập ép dẻo. Mình sẽ mở hai cái chân sạc ngang ra và mình bắt cái dây này vô đó. Mình sẽ mở trình bình ra thiệt bự là bự đó. Mình rất là thích những cái màu như vậy. Tóm lại là ba màu này mình đều rất là thích. Thì cái shop gửi cũng rất là nhanh và hàng rất là tốt nha mọi người. Cái dây này là mình mua 190.000 nè. Cái thảm là 350. Mấy cái cục này là 360 nữa. Tổng cộng hết là 930.000 nha mọi người. Và cái này thì khi nào mình tập thì mình sẽ quay cho mọi người ha. Còn bây giờ là mình đã tắm rửa xong xuôi hết trơn rồi nên là mình sẽ không có thể nào mà quay cho mọi người cách sử dụng được. Còn cái này thì chiều nay mình sẽ quay cho mọi người xem được nè. Cái thảm tập yoga thì mọi người biết rồi. Còn cái này thì mọi người thắc mắc nó sử dụng như thế nào thì lát nữa Villa sẽ để cái hình ở trên đây để mọi người cùng xem cái dây này nó sẽ tập về những cái gì. Cái này thì đa cấp mọi người ạ. Mình sẽ tập được rất là nhiều cái bài tập luôn nên là mọi người mua cái dây này là không cần phải sợ nha. Đó, sơ sơ cái đập hộp ngày hôm nay là có bấy nhiêu đó thôi. Còn video tập tành các thứ thì mọi người cùng chờ xem nha. Chiều mình gặp lại nha mọi người. Bye bye. Bây giờ đi xây tóc thôi. Bye bye.
À, cả nhà ơi, mình có cái này hồi nãy mình quên nói với mọi người là mình vừa mới có cái ý định này rất là vui, là mình chiều nay là mình sẽ đem hai cái cục này cho học viên của mình và mình sẽ bỏ vô thiệt cái hộp cái túi xách thiệt là dễ thương và mình sẽ kêu là sẽ cho quà. Mình sẽ chôn con bé học viên của mình kêu cái này là quà tặng con bé, tại vì con bé gần 6 tuổi thôi mà cũng chưa biết lấy gì đâu, nên là mình sẽ chôn con bé là cái này là quà tặng, quà thưởng cho sự cố gắng học giỏi của bạn ấy, và cái này là cái phần thưởng, và sau đó thì mọi người cùng chờ đón xem nha. Mưa rồi cả nhà ơi, ngủ dậy thấy trời mưa mất tiêu, hên là không có đi dậy hai nhà kia. Thì bây giờ trời mưa rồi thì mình sẽ ăn bánh, ngủ dậy sẽ ăn bánh sơ, sau đó đợi tới chiều mình đợi tới 3 giờ chiều mình sẽ đi dạy tiếp. Hiện tại đang là 1 giờ rưỡi, đợi chút xíu nó có tạnh mưa hay không, giờ đang sấm đùn đùn mọi người ạ. Sau khi tắm mưa về là mình sẽ đánh đàn nha mọi người. À, cuối cùng đâu có dạy được đâu, mắc mưa và đi về về tới nhà thì trời trời nó đợt, nó tạnh mưa mất tiêu rồi. Vậy là hôm nay bể kèo trôi rồi, chắc hẹn mọi người ngày mai. Hôm nay ở nhà đánh đàn đồ. Đánh cho cả nhà cùng nghe đi chứ, ngại cái gì, đánh hay lắm mà. Dạ đúng rồi. Rồi tắt nghiệp nghiệp đó, tắt rồi, tắt đi, lòi bụng mỡ rồi kìa. Nó đập vỡ cái đàn này. Đó, đó, đi dọn đi. À, bây giờ mình sẽ tắt video đây. Mai mình sẽ quay cho mọi người cảnh trôn nha mọi người. Trôn không phải là trôn ông này đâu, mà trôn người khác. Đánh đi. Mình đang thoải mái, đồ quay nó mới thoải mái thể hiện chứ. Thể hiện như hôm bữa đi đá banh đồ á, bị chẹo lưng á, cái đó mới gọi là đẳng cấp.